Thưa quý vị và các bạn thân mến, quan lộ của tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bị thay thế bởi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ theo quyết định của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Truyền thông trong nước loan tin vào ngày 7 tháng 2 cho biết ông Hoàng Trung Hải bị chuyển đi làm Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách tiểu ban văn kiện Đại hội 13. Đây là tiểu ban do đích thân ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Bản thân ông Hoàng Trung Hải vừa qua đã bị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của công ty gang thép Thái Nguyên, gọi tắt là dự án TISCO 2. Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm khuyết điểm khi có một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án TISCO 2. Cơ quan thanh tra đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý về kinh tế với số tiền sai phạm lên đến hàng ngàn tỷ đồng tại dự án này. Vào tháng 4 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại dự án TISCO 2. Ông Hoàng Trung Hải sinh năm 1959, quê ở Thái Bình, từng đảm nhận chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2016. Ông được điều về làm Bí thư Hà Nội vào tháng 2 năm 2016. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, nay thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ để tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê ở Nghệ An, từng kinh qua các chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng. Ngày 7 tháng 2, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo đã phân công ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Ông Hoàng Trung Hải thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 để giữ chức Phó trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Tháng Giêng năm nay, ông Hoàng Trung Hải nhận kỷ luật cảnh cáo của Bộ Chính trị và có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên, dự án TISCO 2 khi còn là Phó Thủ tướng. Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thông báo ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ để chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của thành phố Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải. Hiện nay giới quan sát đặt ra hai giả thiết: hoặc việc ông Vương Đình Huệ lãnh đạo Thành ủy Hà Nội là biện pháp tạm thời từ nay đến Đại hội 13 dự kiến vào tháng Giêng năm 2021. Theo đó, ông Vương Đình Huệ sẽ có khả năng được đề cử vào một trong những vị trí tứ trụ: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng hoặc Chủ tịch Quốc hội. Hoặc nếu không vào tứ trụ tại Đại hội Đảng 13 sắp tới, ông Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội thêm một nhiệm kỳ nữa. Dù dự đoán ra sao, điều rõ ràng là con đường quan lộ của ông Vương Đình Huệ ngày càng thuận lợi. Tháng 5 năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ủng hộ hai ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ đang là trưởng ban nội chính và ban kinh tế trung ương ứng cử vào hai vị trí quan trọng trong Bộ Chính trị. Tuy nhiên, Ban chấp hành Trung ương lại bầu cho hai ứng viên khác là ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại hội nghị Trung ương 7 kết thúc hôm 11 tháng 5 năm 2013, 175 ủy viên Trung ương chính thức có quyền bỏ phiếu đã bầu các ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội vào Bộ Chính trị vốn đã có 14 ủy viên, đưa tổng số nhân sự lên 16 ghế. Trong khi đó, trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh và trưởng ban kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ lại không vào được cơ quan quyết sách tối cao này của Đảng. Thời điểm đó, giới bình luận gọi đây là thất bại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp xúc cử tri ngày 13 tháng 5 năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng bình luận: thẩm quyền và Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị cũng
cũng là cơ quan chuẩn bị để Trung ương quyết thôi. Vừa rồi bầu bổ sung được thành 16 ủy viên Bộ Chính trị. Định bổ sung 3 thì được 2, định bổ sung thêm 2 ủy viên Bí thư thì được 1. So với yêu cầu về số lượng thì chưa đạt. Cái đó Trung ương cũng không hài lòng. Báo chí nhà nước khi đó vẫn dẫn lời của ông Nguyễn Phú Trọng giải thích rằng trong không khí dân chủ này cơ chế phải có số dư để tôn trọng các ý kiến của người ta. Ông Vương Đình Huệ khi đó tiếp xúc là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Từ tháng 12 năm 2012 tới tháng 1 năm 2016 khi diễn ra Đại hội 12 của Đảng Cộng sản cầm quyền. Nhưng tại Đại hội 12, ông được bầu vào Bộ Chính trị, vào nhóm các nhân vật quyền lực nhất của Việt Nam. Từ tháng 4 năm 2016, ông chính thức là Phó Thủ tướng Chính phủ cho đến ngày 7 tháng 2 năm nay, khi được điều động làm Bí thư Thành ủy của thủ đô Hà Nội. Với học vị giáo sư tiến sĩ kinh tế, ông Vương Đình Huệ được giới quan sát xem là một trong những nhà kỹ trị nổi trội nhất trong chính giới của Cộng sản Việt Nam. Trong vai trò là Thủ tướng, ông Huệ có nhiệm vụ giúp cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực kinh tế. Trong đó có việc theo dõi sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Ông Huệ cũng là người trực tiếp chỉ đạo đàm phán và thực hiện các hiệp định kinh tế song phương và đa phương. Ông giúp cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước, Bảo hiểm Tiền gửi. Ông còn là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo Nghiên cứu và Thực hiện Cải cách Chính sách Tiền lương Nhà nước, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp. Sinh năm 1957 với chuyên môn kinh tế, tài chính, ông Huệ được đồn đoán là một trong những ứng viên cho chức thủ tướng trong nhiệm kỳ 13 tới đây. Theo truyền thống, các thủ tướng Việt Nam gần đây từ ông Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc đều xuất phát từ chức vụ phó thủ tướng. Theo tiểu sử chính thức, từ năm 1979 đến năm 1985, ông Vương Đình Huệ là giảng viên trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Từ năm 1986 đến năm 1990, ông làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia. Sau khi về nước, ông làm giảng viên ở Trường Đại học Tài chính Kinh tế và Kế toán Hà Nội, rồi trở thành trưởng khoa kế toán năm 1994 đến năm 1999. Trong 2 năm từ năm 1999 tới năm 2001, ông là phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Từ năm 2001 đến năm 2006, ông là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông trở thành Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, đại biểu Quốc hội 2006 tới năm 2011. Trong một thời gian ngắn từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012, ông giữ chức Bộ trưởng Tài chính. Cuối năm 2012, Bộ Chính trị do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu quyết định tái lập Ban Kinh tế Trung ương. Ban này được gọi là Ban Tham mưu Chiến lược của Đảng về Kinh tế, theo đường lối và cương lĩnh của Đảng đã chỉ ra. Ông Vương Đình Huệ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng điều động làm trưởng Ban Kinh tế Trung ương từ cuối năm 2012 đến năm 2016. Việc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng là lần đầu tiên ông Vương Đình Huệ nắm chức vụ lãnh đạo ở một cấp địa phương. Việc điều hành Đảng bộ thủ đô vào thời điểm hiện nay sẽ là cơ hội để ông chứng tỏ khả năng tỏa sáng trước Đại hội Đảng 13 sắp tới được diễn ra vào đầu năm 2021. Bị chấm dứt con đường hoạn lộ của Hoàng Trung Hải, Nguyễn Phú Trọng đã đạt được hai mục tiêu. Một là loại bỏ được đối thủ thân Nguyễn Tấn Dũng vừa thân tàu, có thể có khả năng trong cuộc chạy đua lấy lòng Bắc Kinh và tầm ảnh hưởng vào cuộc tranh giành ngôi ghế trong Đại hội 13 sắp tới. Hai là khi tạo được chỗ trống ở ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Phú Trọng đã gia tăng uy thế cho Vương Đình Huệ và từ đó vận động tạo ảnh hưởng để dọn đường cho đàn em thân tín của mình trở thành một trong những tứ trụ chư hầu. Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra mặt ủng hộ và vận động cho Vương Đình Huệ và Nguyễn Bá Thanh được vào Bộ Chính trị.
Vương Đình Huệ lẫn Nguyễn Bá Thành bị lọt sổ trong đại hội 11 vì thua phiếu Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thiện Nhân. Tuy nhiên, trong vai trò Tổng Bí Thư bên cạnh trao chức vụ trưởng ban nội chính Trung ương cho ông Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Phú Trọng đã tái lập được chức trưởng ban kinh tế Trung ương và trao cho đàn em Vương Đình Huệ vào tháng 12 năm 2012. Sang đến đại hội đảng lần thứ 12 khi mà Nguyễn Phú Trọng loại trừ được Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi đấu trường chính trị, Vương Đình Huệ trở thành ủy viên Bộ Chính trị. Sau đó, vào ngày 9 tháng 4 năm 2016, Vương Đình Huệ được ngồi vào ghế Phó Thủ tướng, mở lối cho con đường hoàn lộ vào chức vụ Thủ tướng trong tương lai. Với quá trình và kinh nghiệm Phó Thủ tướng và bây giờ là Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, Vương Đình Huệ trở thành ứng viên sáng giá của lò Nguyễn Phú Trọng nhằm triệt đường ngồi lại ghế Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa của Phụng Niễn Nguyễn Xuân Phúc. Thất bại trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư với Trần Quốc Vượng. Sau 2 tháng mất tích trên chính trường vì đột quỵ, hình ảnh của Nguyễn Phú Trọng xuất hiện nắm tay dìu dắt Trần Quốc Vượng vào ngày 21 tháng 6 năm 2019 là thông điệp mạnh mẽ nhất từ Tổng Tịch về câu hỏi ai là đàn em thân tín nhất, là người mà Tổng Tịch muốn kế vị chức Tổng Bí thư. Tương tự như Vương Đình Huệ, cho đến đại hội đảng 12 sau khi loại trừ được Nguyễn Tấn Dũng, đàn em Trần Quốc Vượng của Tổng Tịch mới lọt vào được Bộ Chính trị. Là người từng giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân 2007 đến 2011, Trần Quốc Vượng nắm giữ nhiều hồ sơ, thông tin trọng yếu của các cán bộ lãnh đạo đảng và là người cung cấp đạn dược cho ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến thanh trừng phe nhóm. Do đó, trong nhiệm kỳ thứ nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sắp xếp để cho đàn em Vương Đình Huệ ngồi vào ghế Văn phòng Trung ương Đảng. Tiếp đến là Chánh Văn phòng Trung ương, tức là người trợ lý cho Tổng Bí thư, sau đó là vào Ban Bí thư Trung ương năm 2013. Sang đến nhiệm kỳ 2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến cử Trần Quốc Vượng vào các vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương nhằm biến Trần Quốc Vượng trở thành nhân vật số 2 trong Đảng. Nguyễn Phú Trọng đã cho Đinh Thế Huynh mất tích dài hạn vì bệnh, làm trống ghế thường trực Ban Bí thư để cho Trần Quốc Vượng ngồi vào cho đến hết năm 2021. Tóm lại, Nguyễn Phú Trọng đã từng bước quy hoạch tên bảo thủ số 2 của Ba Đình là Trần Quốc Vượng trở thành Phó Tổng Bí thư, sẵn sàng kế vị tên bảo thủ số 1 của ông ta. Liên minh Huệ Vượng, hai đàn em thân tín của ông Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng trong buổi lễ nhậm chức ở Bí thư Hà Nội của Vương Đình Huệ, nếu cựu Phó Thủ tướng và đương kim Bí thư Hà Nội là ứng viên sáng giá cho chức vụ Thủ tướng, nếu thường trực Ban Bí thư là con bài tẩy cho ghế Tổng Bí thư, thì ai sẽ là người Nguyễn Phú Trọng muốn trở thành trụ đồng mã viện thứ 3 trong vai trò Chủ tịch Quốc hội? Mặc dù Quốc hội vẫn là cánh tay, là công cụ của Đảng trong hệ thống toàn trị, nhưng với những biến chuyển của tình hình, với chủ trương gia tăng mị dân và tính chất dân chủ của hệ thống chính trị, và để không bị việt vị với hiến pháp do chính đảng tạo ra, Quốc hội thật sự đã đóng một vai trò quan trọng trong việc biến những chủ trương chính sách của đảng thành luật. Do đó, Chủ tịch Quốc hội phải là một thợ gật ngoan ngoãn và là một cận thần trung thành và đắc lực của Bắc Kinh. Ứng viên sáng giá của Nguyễn Phú Trọng đáp ứng cho hai tiêu chuẩn này là Nguyễn Thị Kim Ngân, người đã chứng tỏ khả năng gật đầu ngoan ngoãn, cầm cờ chạy trước trong các chủ trương của Bộ Chính trị và đã đóng chọn vai trò ô xin trong chuyến công du Trung Quốc trong lúc quan thầy xâm lấn bãi Tư Chính. Nếu cả ba cột trụ Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội lọt vào tay hai đệ tử thân tín và một con hầu dễ sai dễ bảo thì không có lý do gì để cho Nguyễn Phú Trọng rời ghế Tổng thống. Sau một thời gian nhất thể hóa, độc chiếm hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng đã từng bước làm cho chức vụ Chủ tịch nước không còn tính bù nhìn như thời xưa. Với quyền lực thu về một mối, trong tương lai không có gì ngăn cản được Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa ra những quy định, điều luật, ngay cả sửa đổi hiến pháp để gia tăng quyền hạn Chủ tịch nước, biến ngôi vị này thành kết hợp của nguyên thủ quốc gia cộng với Tổng thống cộng với Thái Thượng Hoàng. Trần Quốc Vượng, Vương Đình Huệ, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Phú Trọng là bốn cột đồng mã viện tốt nhất của Thái Thú Nguyễn Phú Trọng khi dâng sớ xin Thiên Triều chứng giám. Dĩ nhiên,
Trọng muốn không là trời muốn, dù đó là mấy tên trời con Tử Cấm Thành. Vẫn còn đó những thế lực thù địch đang ngồi trong bộ chính trị, dẫn đầu là Nguyễn Xuân Phúc. Vẫn còn đó những thành phần phản động đang ẩn mình rình rập, dẫn đầu là bà X Nguyễn Tân Dũng đang đóng vai làm người tử tế. Vẫn còn những con vi khuẩn lạ mà các đồng dân phe địch đang âm thầm truyền nhiễm cho các đồng chí của phe ta. Hoàng Trung Hải xin dân thủ đô thứ lỗi. Phát biểu tại lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm tân bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải mong nhân dân thủ đô thứ lỗi vì những khuyết điểm thiếu sót của mình. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng lý giải vì sao ông Vương Đình Huệ được điều về làm tân bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Chiều ngày 7 tháng 2, Thành ủy thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị Việt Nam đã ra quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải được điều về làm Phó trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng Tiểu ban. Ông Vương Đình Huệ trở thành tân Bí thư Hà Nội. Tham dự hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ chiều ngày 7 tháng 2 tại Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và lãnh đạo nhiều bộ ban ngành cũng như đại diện chính quyền thành phố Hà Nội. Tại sự kiện quan trọng này, thay mặt cho Bộ Chính trị được sự tin tưởng và ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã công bố quyết định của Bộ Chính trị do đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng, thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh đó, theo điều động phân công, ông Hoàng Trung Hải sẽ giữ chức Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, như tin đã đưa trước đó, Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng, Chính phủ, điều động phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Vì sao Vương Đình Huệ được điều về làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội? Phát biểu tại hội nghị này, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhận định những năm qua Hà Nội đã có được sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Hà Nội cũng đã được nâng cao. Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư đánh giá công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng bộ Hà Nội rất coi trọng. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo đạt được nhiều kết quả tốt, có nhiều chuyển biến tích cực ở tất cả các cấp. Bộ Chính trị kỷ luật ông Hoàng Trung Hải và Triệu Tài Vinh. Ông Trần Quốc Vượng đã dành những lời động viên và đánh giá cao đóng góp của Nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải. Theo lời của Thường trực Ban Bí thư, Hà Nội đạt được kết quả đó là nhờ sự quyết tâm và nỗ lực của toàn bộ Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố Hà Nội, đóng góp hết sức quan trọng của Ban chấp hành, Ban thường vụ Thường trực Thành ủy, cá nhân của ông Hoàng Trung Hải trên cương vị là người đứng đầu Đảng bộ thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2015 đến nay. Nói về lý do phân công ông Hoàng Trung Hải về làm Phó trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, điều động ông Hoàng Trung Hải về làm Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng 13 của Đảng nhằm phát huy kiến thức, năng lực, nghiên cứu, chiến lược, kinh nghiệm nghiên cứu vào công tác chung của Đảng. Chia sẻ về quyết định phân công của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Bộ Chính trị tin tưởng trên cương vị mới là Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ và nhân dân thành phố đoàn kết thống nhất, một lòng, chung tay chung sức thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, xây dựng thành phố Hà Nội năng động, đổi mới, sáng tạo, thực sự làm thủ đô thân yêu, là trái tim của cả nước, đồng thời là trung tâm
đầu não chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.